xám. Màu xám rất là ít khi nào mà có hàng những mẫu mà đầm đầm thun và phân xương mà màu xám như vậy lắm nha. Đó, các bạn nào mà đầm đen quá nhiều rồi mà lại ngại mặc màu sáng thì nên chọn mẫu này ha. Phân xương là mặt dấu bụng rất là tốt luôn. Cái bên trên đây là phối vải von nha, nó sẽ von này nó không phải thuộc dạng von mỏng lắm, nó hơi lộ chút da ra tí xíu ha, nhìn rất là hay nha. Đó, bóc tay rồi dạng này là oversize ha. Các bạn nào thích mặc rộng rãi 50-55kg như mình cũng có thể bông trang được, mà bầu bí là bông trang được ha. Và các bạn cao tí 70-80kg mặc căng phồ là cực đẹp luôn nha, không sợ bị ngắn đâu, kiểu dáng rất là trẻ trung năng động. Mẫu này là mấy bé tinh tiên mặc cũng được nè, mấy bạn mà cỡ 35-40 tuổi mặc cũng ok ha, đi du lịch mặc những mẫu này thì rất là xinh luôn. Họa tiết là hình chú chó và cái in của nó, cái kiểu của nó là như vậy nha. Đó, nhìn rất là bụi, rất là chất luôn ha, cái kiểu in của nó là như vậy nha, các bạn lưu ý ha. Hàng mới về trong sáng nay luôn, chưa kịp ủi luôn á.